Tứ Kiên ăn chơi hai cô gái mơn mởn đoạt mạng tài xế xe ôm vào đúng giờ thiêng. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT, tiểu sư tử tù giang hồ người nổi tiếng. Bỏ học đi bụi, ham chơi lười làm, cặp bách hợp sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản trong đêm. Đồng cảm cho số phận không được may mắn, cặp tình nhân đồng giới nữ nhanh chóng về chung một nhà che chở yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Do tuổi còn nhỏ lại không có trình độ học vấn nên cuộc sống của cả hai gặp nhiều khó khăn. Khi đã tiêu xài hết tiền, Lòng tham nổi lên. Cùng suy nghĩ nông cạn của tuổi mới lớn, hai thiếu nữ xinh đẹp lên kế hoạch cướp tài sản và cái kết bất ngờ. Trên dung hai thiếu nữ xinh đẹp. Nửa đêm ngày 6 tháng 7 năm 2013, người dân tại ấp Lâm Dồ 2, xã Đại Ân Hải, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng phát hiện một nạn nhân là nam giới trong độ tuổi trung niên đã tử vong. Khi được phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết thương nghiêm trọng. Qua khám nghiệm pháp y, danh tính của nạn nhân được xác định là Lý Văn Dũng, sinh năm 1970. Chú ấp đầu dòng thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, nghề nghiệp xe ôm. Tiếp nhận hồ sơ vụ án, công an tỉnh Sóc Trăng và các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, nghi phạm sát hại nạn nhân được khoanh vùng là nam, nữ sinh đang học cấp 2 hoặc cấp 3. Tuy bắt giam được 7 nghi phạm trong độ tuổi đã phác họa được không có đối tượng nào thừa nhận hành vi phạm tội. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, nhà dân vẫn chưa có lắp đặt camera an ninh giám sát. Nơi xảy ra vụ án mạng cũng là khu vực vắng vẻ nên việc xác định hung thủ gây án gặp nhiều khó khăn khi mọi manh mối của vụ án tưởng chừng đi vào ngõ cụt thì kẻ thù ác thật sự ra đầu thú hung thủ gây ra sự ra đi thương tâm cho tài xế xe ôm lý văn dũng lần lượt là phan thị kim xuyến sinh năm 1998 trú tại ấp đầu Rồng, thị trấn trần đề huyện trần đề tỉnh sóc trăng cùng người yêu đồng giới là lê thị mỹ duyên sinh năm 2000 trú tại phường vĩnh bảo thành phố rạch giá tỉnh kiên giang khi nghe tin về cháu mình bà ngoại của duyên chia sẻ Cháu mình là một cô bé có số phận nghiệt ngã đáng thương, duyên là con ngoài giá thú, phải sống với bà ngoại từ khi còn đò hòn. Gần như bị cha mẹ bỏ rơi nên Duyên lầm lì ương bướng, tính tình ngang ngược như con trai. Bắt đầu vào lớp 6, Duyên bỏ học, rời xa bà ngoại lên thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống. Trong những ngày lang bạt, Duyên từng bị người ta làm nhục. Bà ngoại của Duyên, nước mắt ngắn, nước mắt dài kể. Cuộc đời cô bé này vui trở lại kể từ ngày nó gặp Xuyến và ở chung với Xuyến. Mỗi lần thấy cháu về thăm, thấy hai đứa vui vẻ quấn quýt tôi cũng mừng. Tôi đâu biết giới tính thứ ba là gì. Cũng không ngờ được hai đứa nó lại cả gan gây trọng tội như vậy. Tại đồn công an, Phan Thị Kim Xuyến với khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng run rẩy khai về hành vi phạm tội. Không ai nghĩ cô gái xinh đẹp. Nữ tính này lại yêu bạn gái và dẫn thân vào cuộc tình bách hợp đẩy tay ương. Càng không thể ngờ cô gái hiền thục này lại ra tay tàn sát dã man một người đàn ông vô tội đáng tuổi cha mình để cướp tài sản. Xuyến khai trong thời gian rời quê Sóc Trăng lên thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh, thiếu nữ này đã quen và yêu rồi chung sống với Lê Thị Mỹ Duyên. Đến khi phạm tội, hai thiếu nữ này đã chung sống với nhau hơn một năm. Duyên nhỏ hơn Xuyến, nhưng trong cuộc tình đồng giới này, Duyên đóng vai anh, Xuyến là em. Và cũng là người lo toàn quán Xuyến mọi việc của tổ ấm. Hàng ngày Xuyến làm ở quán nhậu, ốc đêm, đồng tiền công ít ỏi nên tùng tiệm lắm mới đủ tiêu xài. Đối diện với các lực lượng chức năng, Xuyến khai làm ở quán rất ít tiền Do hết tiền nên hai ngày trước đó Duyên rủ bị cáo đi cướp, lấy tiền xài. Hai đứa không có bàn bạc gì, chủ yếu gặp ai cướp đó. Hơn nữa do đi làm về vào đêm khuya nên lúc nào cũng mang theo dao bên người. Các bách hợp lấy mạng tài xế xe ổ. Khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2013, Xuyên cùng Duyên đến tiệm Internet Hải Thuận thuộc ấp Cảng, thị trấn Trần Đề chơi game. Đến khoảng 20 giờ thì nghỉ. Lúc đó Duyên và Xuyến nảy sinh ý định đi cướp tài sản của người khác để lấy tiền tiêu xài sau khi thống nhất cả hai đi bộ ra đường đón xe để cướp tài sản. khi thấy người lái xe ôm là ông Lý Văn Dũng chạy xe mô tô biển kiểm soát 83S122XX từ hướng ấp Mỏ, Ó cùng huyện Thuộc Trần Đề đi về thị trấn Trần Đề, xuyến ra hiệu cho ông Dũng dừng xe để đi. khi ông Dũng dừng xe, đôi tình nhân đồng giới cùng lên xe ông Dũng chở, các đối tượng kêu ông Dũng trở về hướng Mỏ Ó để đi tìm bạn với mục đích điều ông Dũng đến đoạn vườn vắng sẽ ra tay sát hại nạn nhân. Trên đường đi đã nhiều lần hai thiếu nữ xinh đẹp kêu ông Dũng dừng xe để thực hiện hành vi tàn bạo nhưng kế hoạch không thành bởi trên đường có nhiều người qua lại. Chạy lòng vòng đến 0 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2013, khi xe chạy đến đoạn đường giao thông nông thôn thuộc ấp Lâm Dồ 2, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, thấy đường vắng không người qua lại, Xuyến kêu ông Dũng dừng xe. Khi ông Dũng dừng xe, Xuyến giả vờ đứng nói chuyện với ông Dũng, còn Duyên cũng giả vờ đi vệ sinh. Khi thấy ông Dũng không cảnh giác, Duyên đưa từ phía sau dùng dao gây thương tích cho nạn nhân. Bắt lấy thời cơ, Xuyến cũng ra tay trợ giúp Duyên, cả hai thực hiện hành vi dã man tàn độc của mình cho đến khi tài xế xe ôm này bị thương nghiêm trọng. Trước khi tử vong, nạn nhân cũng cố hết sức vùng dậy bỏ chạy và kêu cứu, nhưng do đêm khuya đường vắng nên không có ai biết. Sau khi tài xế xe ôm mất mạng, Duyên đến chỗ xe nạn nhân bị ngã, định lấy xe bỏ chạy, nhưng thấy đường khó chạy nên Duyên cùng Xuyến bỏ xe lại hiện trường rồi chạy ra sau vườn nhà của một người dân gần đó để trốn. Trên đường chạy cả hai làm rơi lại trên hiện trường một số vật dụng như quần áo, dây nịt, dép, mũ, riêng một chiếc áo khoác và hai con dao gây án. Các bị cáo vứt xuống một mương nước gần đó để phi tàng. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 6 tháng 7 năm 2013, cả hai đi về nhà bà ngoại của Xuyến ở ấp đầu rồng ngủ. Đến ngày hôm sau, cả hai cùng bỏ trốn lên thành phố Hồ Chí Minh. Hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của Xuyến và Duyên vẫn sẽ bị giấu kín nếu như vào đầu tháng 11 năm 2013, cặp đôi đồng giới không xảy ra chuyện mâu thuẫn tình cảm. Khi đó cô gái Xuyến xinh đẹp nữ tính lại đi làm ở quán nhậu nên có nhiều khách nam theo đuổi. Tán tỉnh khiến Duyên ghen tuông. Để trả thù người tình, ngày 18 tháng 11 năm 2013, Duyên ra công an đầu thú về hành vi tước đoạt mạng sống của tài xế xe ôm. Ba ngày sau Xuyến cũng đầu thú và cả hai thừa nhận tội lỗi. Hành vi tự thú của Duyên và Xuyến đã phát lộ vụ án 7 người bị Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giam oan. Công an tỉnh Sóc Trăng cũng kiềm điểm, kỷ luật 25 cảnh sát liên quan đến vụ bắt oan này. Trong đó có hai cảnh sát liên quan bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi dùng nhục hình. Tại phiên tòa, cặp tình nhân đồng giới đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chứng kiến xét xử, có rất nhiều nước mắt. Duyên đã khóc rất nhiều vì đau khổ và ân hận. Cô gái xinh đẹp tỏ ra kinh sợ hành vi tàn ác của mình. Theo Duyên, mục đích tấn công xe ôm chỉ để hù cho xỉu nhằm cướp tài sản, chứ không có ý định sát hại nạn nhân. Theo Xuyến, ý định cướp tài sản là nảy sinh trước đó 2 ngày và con dao mang theo người là lấy từ nhà ngoại Xuyến. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Thị Kim Xuyến 12 năm tù giam vì hai tội danh, riêng đối với Lê Thị Mỹ Duyên do phạm tội khi vừa mới vào lớp 7, nên Ủy ban Nhân dân huyện Trần Đề ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dưỡng ở Long An về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử buộc gia đình xuyến và duyên có trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần mai táng phí cho gia đình tài xế xe ôm lý văn dũng 120,6 triệu đồng ngoài ra cả hai bị cáo còn có trách nhiệm cấp dưỡng cho hai con của anh dũng là cháu lý văn khương sinh năm 2001 và cháu lý hùng sinh năm 2008 với số tiền 575.000 đồng trên một tháng trên một cháu cho đến lúc 18 tuổi. Tại phiên tòa, gia đình bị cáo đã đưa cho gia đình bị hại 15 triệu đồng để khắc phục hậu quả và được gia đình bị hại chấp nhận kết thúc phiên tòa tiếng khóc nức tràn ngập cả khán phòng bà nội của xuyến khóc ngất nhìn theo cháu bị đưa lên xe về trại giam có lẽ tuổi thơ của xuyến cũng dập nhiều bất hạnh nên mới không có bố mẹ bên cạnh dạy bảo cô phải sống dựa vào bà nội bà cũng đã tuổi cao sức yếu tóc bạc quá nửa đầu không đủ sức để quan tâm sát sao nên mới để xảy ra cơ sự như vậy Liên quan đến vụ án này, công an tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành kỷ luật 25 sĩ quan chiến sĩ công an là những người có liên quan trong chuyên án do bắt giam oan sai 7 thanh niên. Một cán bộ lão thành cách mạng ở Sóc Trăng sau khi dự phiên tòa tâm sự, đây là bài học sâu sắc cho những người bảo vệ pháp luật. Nếu như hai thiếu nữ này không ra đầu thú thì oan sai này chắc còn nghiêm trọng hơn. Về phía gia đình nạn nhân, bà Hà Thị Sót, vợ của nạn nhân chia sẻ, dù vẫn còn chưa nguôi ngoai sau sự ra đi bi thảm của chồng, nhưng vẫn tỏ ra nhẹ lòng khi hay tin các bị can trước đó đã bị đình chỉ điều tra. Bởi ngay từ lúc đầu, bản thân bà không tin hung thủ lại ra tay sát hại lấy mạng cậu họ của mình. Bà xót tâm sự. Dù gì chồng tôi cũng đã mất rồi, giờ tôi chỉ mong các ngành chức năng xử lý đúng người, đúng tội để chồng tôi được yên nghỉ nơi chín suối. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cặp tình nhân đồng giới nữ Phan Thị Kim Xuyến và Lê Thị Mỹ Duyên đã không sợ hãi lên kế hoạch tước đoạt mạng sống của tài xế xe ôm để cướp tài sản. Không thể tin được dù mới chỉ là nữ sinh cấp 2 nhưng lại có những suy nghĩ lệch lạc và hành vi tàn bạo như vậy. Có lẽ do cả hai thiếu nữ xinh đẹp này đều có điểm chung là sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Thiếu cả cha lẫn mẹ, nên không được giáo dục cẩn thận để rồi một ngày xảy ra cơ sự đau lòng như vậy. Sau khi giả trại, cặp đôi này sẽ phải chịu tai tiếng là kẻ sát nhân đến hết đời, sống trong sự gian vặt, cắn rứt lương tâm. Bạn muốn đây làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hay người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù một đội tiếng mỗi ngày trên pkt